Xin chào các bác và quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Minh Chiến. Và trong ngày hôm nay thì Minh Chiến đang hỗ trợ anh chị khách hàng đi xem ở trong phân khu đảo Dừa. Ngày hôm nay là mời hẳn thầy phong thủy đi xem nhà xong rồi để mua nhà đấy nhỉ các bác nhé. Thực sự thì trong giai đoạn này các bác và quý anh chị chúng ta có thể là nếu như không mua thì sau này đúng là không mua được nhà ở đây. Này các bác ơi, mời hẳn thầy để đi xem hướng nhà và để mua đây. Tí nữa vừa đoạn không vọng. Điện thoại nó ở Đông Lam hoặc ở Lam. Điện thoại lệch nhiều lắm. À, đây điện thoại là Lam này. Ừ. Nó làm nó ảnh hưởng từ nữa mà. Nhiều lắm. Đây nó lại cho bác sáng. À, mười mười. Cái gì thầy? Số độ. Cái sẵn trước rồi. Đẹp à? Đây cái sơ đồ nó như thế này thầy ạ. Sẽ có một cái sông mà bao quanh như thế này. Từ đảo Dừa 7 nó nằm ở đây, thì nó đứng ở đây. Đây, cái lớp đối lập ở trước mặt đây, sông. Khu này cũng khó bán, chỉ có xây cái hồ ở giữa. Thế mà ở đây bán hết rồi đấy ạ. Còn đúng hai căn dưới này thôi ạ. Dân ở đây. Sau này người ta phải ở dần. Đây là cái khu này này. Quanh khu này thì khó ạ. Nó không đẹp hay sao thầy? Không mái à? Không mái, căn 82 không mái. Không mái hết rồi đúng không? Căn 82 được đúng không thầy? Đẹp đấy. Nó phần khe này đây đúng không ạ? 82. Là ok. Tức là cứ khe ở bên phải là tốt đúng không ạ? Khe bên phải bên cạnh tay phải nhìn từ thẳng nhà ra. Căn 318 căn 318 đẹp ghê. Ngày hôm nay là Minh Chiến đang ở giờ căn 318 này, dẫn một anh chị khách hàng đi xem này các bác ạ. Vừa lấy tham khảo ý kiến của thầy phong thủy nhé các bác nhá. Sẻ khe mà nằm bên tay phải là rất là tốt này các bác ạ. Mà căn này căn hướng đông nam cuối cùng sẻ khe bên tay phải. Các bác và quý chị mà không nhanh thì có thể là chúng ta lỡ mất cơ hội mua một căn rất là đẹp hướng đông nam, trước nhà cây rất là phong thủy như này đấy ạ. Vâng, 5-6 mét thì căn 80 nó sẽ to hơn, nhưng cơ bản là mình đang muốn xem là các tầng trên của một căn không có mái. Chị mà mua cái này mới bất ngờ nè.